khoảng 200 năm trước, nấm đối kháng Trichoderma được phát hiện nhưng nhanh chóng bị chìm và quên lãng bởi người ta chưa nhận ra được công dụng của chúng. Phải đến thập niên 60 của thế kỷ 20, các nhà khoa học mới phát hiện ra công dụng quan trọng nhất của nấm Trichoderma, đó là khả năng tìm và triệt tiêu các nấm gây hại có trong đất, kích thích quá trình chuyển hóa dinh dưỡng của cây trồng. Trichoderma đã được các cơ quan khoa học cũng như các đơn vị sản xuất đang nghiên cứu và sử dụng, bởi vì nấm Trichoderma có tác dụng rất tốt trong việc hạn chế vi sinh vật gây bệnh trong đất. Trong đất chứa nhiều vi sinh vật, chúng cạnh tranh nhau về không gian sống và nguồn dinh dưỡng. Tạm thời, ta có thể chia chúng thành 3 nhóm. Nhóm 1 là vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng. Nhóm 2 là phân hủy chất hữu cơ và vô cơ nhưng không gây hại cho cây trồng. Nhóm 3 là đối kháng với vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng. Nấm Trichoderma thuộc nhóm thứ 3. Nấm Trichoderma sinh sống và tồn tại trong đất. Chúng bám xung quanh vùng rễ của cây trồng, tạo ra lớp bảo vệ vùng rễ cây, ngăn chặn các loài nấm hại như Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora xâm nhập và gây bệnh cho cây trồng. Đây là cơ chế đối kháng của nấm Trichoderma. Khi gặp các loại nấm gây hại, nấm Trichoderma bám vào các bào tử nấm này. Như một trận đồ, những sợi nấm Trichoderma bao quanh tứ phía các sợi nấm bệnh. Chúng tiết ra một chất enzyme làm tan màng tế bào của kẻ thù. Sau đó, nó ký sinh bên trong loại nấm gây hại và tiêu diệt chúng. Trong tự nhiên, nấm Trichoderma sống trên rác bã thực vật và trong đất. Vườn bưởi 2 năm tuổi của ông Nguyễn Văn Ba, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Khi cây còn nhỏ, ông đã dùng nấm Trichoderma ủ với phân hữu cơ bón cho cây. Đây là cách để ông kéo dài thời gian khai thác cây bưởi gấp 1,5 lần so với bón phân khoa học. Nuôi nấm rồi nhân nấm rộng ra. Để mình bón là cho đất nó lan ra, nó diệt những cái nấm có hại. Là mình nuôi những cái sinh vật có lợi, là nó diệt những cái nấm có hại ở dưới đất. Là cho cây mình mới nó hạn chế được cái bệnh vàng lá thú rễ. Đến nay, hàng triệu hộ nông dân Việt Nam đã biết tới lợi ích của nấm Trichoderma và chúng được sử dụng như một kháng sinh tự nhiên cho cây trồng nhằm tạo ra những vườn cây sạch bệnh và an toàn.